Kính thưa quý ông bà, cô bác, quý anh chị thân mến, Tòa Giáo mục Kon Tum đã vừa được gửi ra một thông báo đề ngày 27 tháng 3 năm 2023. Trong thông báo nói rằng về việc xúc phạm thánh lễ tại nhà nguyện giáo họ Phao Lô, xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi, Văn phòng Tòa Giáo mục Kon Tum trân trọng thông báo tới quý cha, quý tu sĩ và gia đình giáo phận. Như quý cha và anh chị em đã biết, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22 tháng 3 năm 2023, khi cha Francisco Xavier Lê Tiên, ngài là chánh sứ Đắc Rớc, đang dâng thánh lễ tại nhà nguyện giáo họ Phao Lô thuộc giáo xứ Đắc Rớc, thì một nhóm cán bộ của xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi đã đến yêu cầu cha Tiên dừng thánh lễ với những lời lẽ gắt gỏng và có hành vi xúc phạm đến niềm tin của người Công giáo, xúc phạm đến sự thánh thiêng của thánh lễ, vốn là trung tâm của toàn thể đời sống Kitô giáo, là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu chúng ta. Vì thế, việc làm này đã gây bức xúc và làm tổn thương cho anh chị em giáo họ Phao Lô, cũng như đối với quý cha và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận Kon Tum. Đức cha Aloisio, giám mục giáo phận Kon Tum, cũng đã đến thăm để bày tỏ tình hiệp thông với cha xứ cũng như là anh chị em thuộc giáo họ Phao Lô xa xôi này. Và sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2023, bằng một văn thư chính thức gửi chính quyền tỉnh Kon Tum và huyện Ngọc Hồi, Tòa Giám mục đã lên án hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến sự thánh thiêng của thánh lễ, đồng thời đưa ra những kiến nghị để chính quyền sớm công nhận nhà nguyện của giáo họ Phao Lô và các nhà nguyện khác trong các buôn làng thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum. Xin quý cha và gia đình giáo phận tiếp tục cầu nguyện cho giáo họ Phao Lô nói riêng và giáo phận chúng ta nói chung, để những nguyện vọng chính đáng của anh chị em giáo dân ở những vùng khó khăn sớm được giải quyết, hầu tránh những sự việc đáng tiếc như đã xảy ra tại nhà nguyện giáo họ Phao Lô, Kon Tum ngày 27 tháng 3 năm 2023. Thay mặt Tòa Giáo mục Kon Tum, Linh mục Phêrô Lê Văn Hùng, Chánh văn phòng Tòa Giáo mục ấn ký. Xin cho con đi vào thế giới
để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phúc hậu là hạnh phúc đời con. Gian khó hiểm nguy, có Ngài sợ hãi điều chi? Bao người còn sống khổ đau, trẻ thơ đói khát hao gầy. Tôi còn hờ hững được sao, lên đường hạnh phúc rộng trang. Nếu môi không còn mặn, cuộc đời nhạt nhẽo vô duyên. Nếu yêu mà chỉ nhận thì tình yêu sẽ chết. Và nếu con là ước nguyện, xin làm hạt muối tình yêu, xin được hòa giữa biển khơi. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất. Cho con yêu người yêu Chúa, phúc hậu là hạnh phúc đời con. Xin cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất Ngài ơi. Xin cho con yêu người yêu Chúa, phúc hậu là hạnh phúc đời con. Cho con đi vào thế giới để trở thành muối đất.